Cái chướng ngại chúng ta trong cuộc đời này là những con người còn sống với nhau này, đúng không? Chứ bây giờ nói cảnh giới hương linh hay ma quỷ gì thì có một câu nói hay lắm: người sợ ma 3 phần, ma sợ người 7 phần. Đúng không? Đó. Có nhiều người mình nói mình sợ ma, sợ quỷ, nhưng mà từ xưa giờ quý vị thấy ma quỷ có làm ai có bầu mà bỏ không? Đúng không quý vị? Bây giờ quý vị làm cha làm mẹ mà con gái bị đi làm chỗ này chỗ kia, bị sợ nhất là sợ con người, chứ là sợ gì ma quỷ, đúng không? Nên quá giải nghiệp chướng là người còn sống, còn quá giải nghiệp phá thai mới là phần vô hình. Hai vị trí này đều dùng phương pháp niệm Phật là hay nhất. Thí dụ như bây giờ chướng ngại nhau giữa người với người, đó là ý niệm không vừa lòng, không vừa ý, đúng không? Mà đem ý niệm này đặt vào tâm để nghĩ nó. Ví dụ như sự tác động, người ta nói mình một câu nặng nề là để vào tâm để quay nhiều quần. Tại sao nói tôi như vậy? Đúng không? Rồi mình đối xử với người ta rất tốt mà người ta gạt mình, người ta làm cái gì đó không phải với mình, thì mình ấm ức, mình tức. Tại sao tình cảm tôi chân thật mà lại đối xử với tôi như vậy? Đúng không? Đặt câu tại sao á, là nó đặt vào tâm, là cái người còn sống tác động với mình, mà là do cái nghĩ của mình quay lại để nghĩ tới nó. Mà càng nghĩ thì càng tức, rồi bắt đầu là càng tức thì càng ăn không ngon ngủ không yên, mà càng ăn không ngon ngủ không yên thì càng phiền não, là tác động từ con người, quý vị á, đúng không? Hãy bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ, mình nghe gì dễ hiểu nhất mà suy nghĩ cho kỹ cái nghiệp chướng là cái gì. Có những người mình không biết nghiệp chướng là cái gì, quý vị, mà đi tiêu trừ. Mình phải biết cái nghiệp chướng là cái con người đến với con người này, quý vị. Đi tu chung hay đi làm chung, hay ngồi nghe pháp chung, hay đi vệ sinh chung, hay đi ăn chung, bận đồ chung. Bây giờ trong nhà mình mà hai đứa con gái nó bận đồ chung nha, mà có khi nó đụng chuyện, hoặc hai thằng con trai của mình nó mượn đồ qua lợ bạn, mà cuối cùng nó làm gách đồ anh em nó tức lên. Sự đụng chạm, quý vị, là tác động giữa con người đến với con người, mà có vật chất nó chen vào, nó làm cho hai con người này sức mẻ tình cảm. Nên từ nơi đó mà cái tác động là của nghiệp chướng là con người còn sống này nè. Người còn sống, ví dụ như quý vị ngồi chỗ nào, quý vị sắp chỗ nào, quý vị muốn ngồi chỗ nào, quý vị duy trì chỗ nào, thì cũng có những người ta nhìn mình cái này cái nọ, đó là tác động của con người. Chứ ma quỷ nào tác động ở đây, quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta là con người sống, quý vị nhìn tất cả con người sống đây nè, quý vị nhìn con người sống, chứ quý vị đi nhìn đây chắc ma nhiều, thấy con ma nào đâu, quý vị thấy chúng ta không thấy ma nào đâu. Nên người quý vị thấy nó đông quá trời, cảnh giới hương linh có nhưng mà mình không thấy. Nên mới nói rằng người sợ ma 3 phần, nhưng ma sợ người tới 7 phần. Thấy không? Đó. Nên mỗi người mình quý vị, nó quá giải nghiệp chứ, là từ cái tâm mình nó quá giải, mà nó đổi qua phương pháp khác để nghĩ, để nhớ, để quá giải. Còn bây giờ mình cứ đi cầu cái bên ngoài tiêu trừ nghiệp trước, sao mà tiêu? Nó phải quá giải từ tâm, mà nó có một phương pháp để, ví dụ như quý vị đang nghe pháp bị cười lên, quý vị cười vui vẻ vắng trắng lên, thì tức khắc cái tâm mà quán hẳn nó quên, tức khắc lúc đó nó quên liền mà, đúng không? Bây giờ quý vị ở nhà bị buồn cái gì, hay là quý vị lo cái gì, vì nghe những đức giảng bị quên đi, là do những đức giảng bị nghe, vì nghĩ tới cái lời những đức giảng rồi bị quên đi, là nó tiêu trừ nghiệp trước. Vì thì câu Phật hiệu này vì cứ niệm liên suốt, bị nhớ Phật, niệm Phật mỗi lúc mỗi nơi, thì vị đâu có nghĩ những cái việc mà không vừa lòng không vừa ý, vậy thì nó quá giải nghiệp chứ, xác thật không?
cực kỳ xác thực luôn. Còn hương linh thai nhi là Phật, phần vô hình, người ta cũng có cái trở ngại, nhưng mà phải đòi hỏi quý vị phải giảm phước xuống, phải giảm phước. Phước giảm rồi quý vị mới thấy được. Nên những người mà thấy hương linh nhiều, thấy ma quỷ hoặc bị bóng đè, thấy cảnh giới của người chết chưa siêu, là phần nhiều đa phần quý vị bị giảm phước. Đa phần là giảm phước. Một là giảm phước, còn hai là quý vị có duyên với họ. Mà có duyên họ chỉ cho quý vị thấy một lần thôi, còn nếu như thấy hoài là cái dạng giảm phước. Giảm phước. Vì sao nói giảm phước? Vì giảm phước quý vị mới cảm với phần thấp. Hương linh là phần thấp, còn mình là con người này là dương khí mạnh, là loài người phần cao. Còn hương linh á, là cô hồn phần thấp, chết rồi, nên khi làm cô hồn vất vơ vượng khổ quá nên phần thấp. Mà quý vị lại thấy với phần thấp là phước quý vị nó tầm tầm với phần thấp. Thấy chưa? Nên mình niệm Phật mình phải thấy Phật, Bồ Tát rồi, hoặc là mình thấy con người hiền thiện, thì đó là quý vị tăng phước gì. Còn nếu như quý vị niệm Phật quý vị thấy hương linh, thấy ma quỷ không à, thì quý vị cảm với phần đó là do cái tâm quý vị, tướng do tâm sanh mà, nó cảnh tùy tâm chuyển, thấy không? Nên từ nơi đó mà chúng ta mỗi người á, mình tu tập mình phải hiểu cái nghiệp chướng là cái gì thì mới biết cách để hóa giải. Còn bây giờ mình nói cái nghiệp chướng là cái thứ mà tôi không biết, tôi không thấy, mà tôi tin tôi nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên đi tin mình là nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên đi tin mình là người nghiệp chướng nặng nề. Quý vị, mình là người nghiệp chướng nặng nề lắm. Vì vì chúng ta là sanh đến cõi đời này ai nghiệp chướng cũng nặng nề, nhưng do chúng ta nhớ Phật niệm Phật nên tiêu trừ nghiệp chướng. Nghe không? Nắng tổ ngày nói câu á, niệm Phật mới hồng tiêu nghiệp chướng, đúng không? Niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tánh. Nó cái nghiệp chướng của mình nhiều đời nhiều kiếp á, túc nghiệp nhiều đời nhiều kiếp là nhờ niệm Phật nó mới tiêu. Chỉ có cái công đức niệm Phật mới tiêu. Mà đã là nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó còn tiêu, không chi là cái sự trở ngại của cõi đời này, mà làm gì không tiêu. Nếu như mà chúng ta chịu niệm Phật, siêng năng niệm Phật là nó tiêu hết trơn. Nó tiêu hết. Quý vị thấy thằng Nhẫn Đức là cứ thường vui nhiều là vì sao? Nhẫn Đức không có buồn giận ai để trong tâm lâu hết chứ quý vị ơi. Nó quên mất tiêu à. Mà hồi đó thì mình buồn giận rất là lâu, là tại vì mình không có phương pháp tu. Bây giờ mình nhớ A Di Đà Phật, mình nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì con người mình hình như là nghiệp chướng nó tiêu bớt đi. Con người của mình đó quý vị, nó không có cái kiểu mà buồn giận người để trong tâm nặng nề. Đó nên cái nghiệp chướng á, giữa người với người á, quý vị nghe pháp để nó hóa giải. Nó hóa giải hay dữ lắm quý vị. Lúc quý vị nghe gì nè, tâm trạng quý vị hoàn toàn nó nhẹ nhàng. Nhưng có những người á, quý vị chưa có tiếp nhận được, quý vị cũng còn nặng nề lắm. Nó cứ đặt cái câu tại sao quý vị ơi. Nó thường đặt cái câu tại sao là nó làm vì khổ ghê lắm. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu anh quá mà, tại sao mà lừa gạt tôi đi lấy con khác? Tôi yêu em quá mà, tại sao em gạt tôi đi lấy thằng khác? Đó, thấy chưa? Rồi tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Không. Tại sao ai biết tại sao? Tại vì có cái thuận có cái nghịch chứ làm sao. Muốn thuận không vậy đâu phải gọi là ngũ trược ác thế, đúng không? Đã là ngũ trược ác thế thì làm sao thuận không? Phải có thuận và phải có nghịch. Nghịch không chịu không nổi. Nó nghịch không làm sao chịu nổi đây quý vị. Nên có những lúc thuận, có những lúc nghịch. Mình thì đòi hỏi muốn thuận không à. Mình không bao giờ muốn cái nghịch đến với mình. Mà mình đã tạo cái duyên nghịch và mình kêu cái nghịch đừng đến với mình. Đúng quý vị. Quý vị tạo cái duyên nghịch tâm, nghịch ý. Bây giờ thì nó nghịch tâm, nghịch ý nó đến với mình. Mình tạo cái thuận duyên, thuận ý, thì cái thuận duyên, thuận ý đến với mình. Nghe vậy hoài đó mà cái chuyện này làm cũng không dễ á. Đúng không? Đúng. Đúng dữ lắm. Nghe thấy đúng dữ lắm đó. Nhưng mà để làm á thì không biết được mấy mươi phần trăm. Đúng không? Nhưng mà cứ nghe đi, từ từ là được à. Cứ từ từ sẽ được, cứ sân si đi. Cứ tức tối đi, cứ bực bội đi. Cứ không vừa lòng, không vừa ý đi. Không mà phàm phu mình kêu vậy nó phái lắm quý vị ơi.
Chứ mình kêu mình ra quý vị tu vậy đó, quý vị làm sao giảng sanh, cái tự nhiên nó nghỉ tu. Tại vì nó thấy mình không có cơ hội, nản lòng. Mà mình kêu cứ sân si đi, cứ bực bội đi, cứ cắn nhau đi, cứ chửi nhau đi, cứ nói xấu nhau đi, cứ làm tới đi, rồi xong quý vị hãy ngồi suy nghĩ kỹ, quý vị là người muốn ở đâu, đúng không? Mình muốn mình đi đâu? Tùy mình thôi à. Đó, mình muốn về Cực Lạc thì tùy mình nghĩ gì sao. Còn mình muốn đi xuống Tam Đồ Ác Đạo thì tùy mình nghĩ gì sao. Nên từ nơi đó mà bản thân mỗi người chúng ta tu tập từ từ tự hiểu. Hiểu rồi từ từ tự nhiên nó cởi mở bớt đi rồi quý vị à. Trong cuộc đời chúng ta nghe quý vị, không ai hoàn toàn trắng mà cũng không ai hoàn toàn đen. Chúng ta là cái dạng trắng trắng đen đen, đen đen trắng trắng. Quý vị thấy không? Cái bản thân quý vị có hoàn toàn ai mà hoàn toàn trắng không? Quý vị coi, không lẽ tóc quý vị trắng tươi? Nó có chỗ trắng mà nó có chỗ đen. Thấy không? Thì bởi vì là loài người chúng ta là có trắng có đen. Đó, nên có màu trắng có màu đen. Ý muốn nói rằng cái nghiệp chúng ta trong cuộc đời này có nghiệp trắng có nghiệp đen. Nghiệp trắng là nghiệp thiện, nghiệp đen là nghiệp ác. Nên chúng ta đã có cái nghiệp trắng nghiệp đen nên chúng ta sanh đến cõi người. Nên quý vị thôi coi, vì mình sanh ra con người mình, bản thân mình nè, có chỗ đen có chỗ trắng. Phải không? Xác thực mà 100% luôn. Nếu như mà chúng ta không có nghiệp trắng nghiệp đen, tại sao chúng ta không hoàn toàn trắng đi mà nó có đen? Nên từ nơi đó chúng ta đã có tạo nghiệp đen. Như vậy thì chắc chắn rằng sẽ có cái trở ngại đến với chúng ta. Nên chúng ta đừng bao giờ lúc nào cũng chi cầu cái thuận duyên thuận cảnh. Chúng ta hãy để nó tự nhiên, nó sẽ đến với mình như thế nào mình tiếp như vậy. Hiểu không? Chứ sao như thế nào thì tiếp vậy thôi quý vị. Nội mà những đức á, giảng pháp ở trên mạng thôi, nhưng mà cũng bao nhiêu việc mình thấy ra nghiệp trắng nghiệp đen mà. Nó đa dạng ý kiến đủ chuyện ở trên đó. Hiểu không? Bao nhiêu người quý thương thì cũng có những người không vừa lòng không vừa ý. Dù họ không làm gì đó, nhưng mà họ nói có nhiều câu cả quý vị Phật tử nghe còn mắc ghét, mắc tức. Nó không tu hành gì, nó không làm gì, bởi vì nó mới nói. Chứ nếu như nó tu tập như quý vị sao nó nói làm chi? Đúng không? Ngờ suy nghĩ đi. Đó. Nên bởi vì ở cõi này là nó làm cho quý vị để tổn phước tổn duyên mình. Mình tu được một chút nó chọt vào. Quý vị tu tập quý vị vừa vui vui một chút, bước lại cái chỗ lấy cơm có khi gặp á, bước vô nhà xin gặp á, mình đang đi 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 vậy là nó chen đi xô mình chơi được đó. Hoặc là cái đèn bông sen của mình vậy đó mà tự nhiên thằng nào lấy mất tiêu. Trong cái số lượng đông người này có đó quý vị, có đó, không phải giỡn đâu nghe. Ừ, nó kỳ cục như vậy đó. Đó, nên ở đâu nó cũng có sự trở ngại hết trơn quý vị ơi. Mình đừng có bao giờ đi chi cầu cái hoàn toàn thuận với mình. Đó, còn bây giờ mình á, mình vui xong rồi mình có mang mình đi bỏ, mình bỏ người ta thì người ta quán thù mình, người ta cứ đeo theo mình để người ta chờ cơ hội. Bữa đó những đứa gặp một cái gia đình, đứa con gái nó đã lớn mười mấy tuổi mà cô nói rằng á, thầy biết không, nó cứ canh cha, nó nói là nó phải đâm cha, nó đâm thêm hai đứa em rồi đâm mẹ, rồi cuối cùng nó mới đâm nó. Rồi xong á, nhà đứa hỏi cô có phá thai không, cô nói dạ con có phá thai có ba lần à. Vì thấy không, phá thai có ba lần à, vì thấy cái nghiệp phá thai này nó đáng sợ chưa. Nên mình nói cho con em của mình ấy, trẻ trẻ nó nghĩ rằng phá thai như người ta quảng cáo như là ăn cái kem lạnh đơn giản quá, nó đâu có đơn giản quý vị, đúng không? Mình vui vẻ mình thoải mái xong rồi bản thân mình lại tạo ra cái nghiệp chướng rồi mình đi quỷ hoại mình giết người ta. Mình chỉ muốn vui không à, chứ mình không bao giờ muốn một cái gì trở ngại mình thì sao được. Đó, nên mình ăn ái mình vui xong mình đi phá, nên cuối cùng nó trở thành một cái nghiệp chướng đeo mang. Nó cái nghiệp chướng đó bắt đầu nó sanh ra đứa con mười mấy tuổi mà cứ kênh cha nó,
Cha nó không biết tu, cha nói mày là con quỷ. Rồi xong bắt đầu nó nói rằng tôi sẽ đâm ông. Nó làm gì, làm gì gia đình kinh khủng sợ hãi. Thấy kinh chưa? Nó quý vị thấy cái nghiệp phá thai đáng sợ chưa? Nó đến lúc á, nó đến lúc á, nó đến với mình á. Quý vị coi á, Ngộ Đạt Quốc Sư ngài giết lầm một người thôi mà theo mười đờ. Quý vị coi, quý vị phá thai nó theo quý vị cỡ nào? Khỏi cần mười đờ, chỉ một đờ này thôi là xử lý quý vị rồi. Vì chúng ta có tu được như Ngộ Đạt Quốc Sư không mà mười đờ. Ngộ Đạt Quốc Sư mười đờ là người tu hành, chịu thố không quậy được mà đeo theo suốt luôn. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng mỗi người chúng ta nghiệp á, chướng á, cô hồn đều đi theo mình cả đoạn đường. Nên nguyên một cái dạng người mà đi đến đây tu, quý vị biết cái người đi theo mình đông cỡ nào chưa? Đông cỡ nào chưa? Đeo bám mình suốt luôn. Nên con người mình lúc vui, lúc buồn, lúc bất chợt kỳ cục. Có những lúc mới vui đó, cái tự nhiên buồn rồi. Có những lúc tự nhiên muốn khóc, cái chuyện gì đau buồn chuyện gì mà không hiểu. Thì nhiều đời, nhiều kiếp mình đã tạo nhiều cái nhân, cái quả quá. Bây giờ đến lúc trong A Lại Gia Thức mình nó có hiện ra hoài vậy đó. Nó nên nó, từ nơi đó mà chúng ta có cái pháp niệm Phật nó hay. Là nó hiện cái gì mình cũng A Di Đà Phật. Nó hiện cái gì mình cũng A Di Đà Phật. Vui buồn gì mình cũng A Di Đà Phật. Nó thí dụ như ca sĩ người ta hát gì, như Đức ngồi đây, như Đức cứ thầm thầm như Đức niệm Phật cũng được tiếng mấy đồng hồ. Thầm thầm như Đức niệm Phật trong tâm cứ niệm hoài vậy đó. Người ta hát kệ người ta, hiểu không? Vậy mà tích tụ được cái nguồn năng lượng rất là cao. Nên mình ca sĩ người ta hát, mình có thể động viên người ta, mình vỗ tay, mình quơ tay, đồ việc đó tốt. Nhưng mà cái lúc đó mình nhớ có Phật thì lúc nào mình niệm liền lúc đó. Mình niệm liền chứ mình đừng có hát theo. Mình là người niệm Phật mà mình đi hát theo bài hát làm chi? Mình chỉ rằng niệm Phật á, mình đưa tay kệ, mình đưa tay mình cổ vũ vậy đó. Mình cười vậy đó, nhưng mà trong tâm mình ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, ai gì đạo. Chứ mình làm vậy đó. Mình không có bị cái lời hát nó kéo mình, quý vị. Dù bao nhiêu lời hát đi chăng nữa, nó chỉ là một cái văn tự truyền tải một phần nào thôi. Còn cái việc giảng pháp nó mà thật sự cởi mở tâm tư. Cái bài hát á, là nó trợ duyên cho một số người á, người ta nhận thức được văn tự. Và cả ca sĩ khi hát một bài hát và biết được nguyên lý của bài hát, nhưng sự hành trì là hoàn toàn khác với cái chuyện truyền thải bài hát. Hiểu không? Các vị thấy từ xưa tới giờ có ai mà nghe hát mà giác ngộ giải thoát không? Đâu có nghe đâu. Nên bài hát nó chỉ là tiêu khiển thời gian một chút nào thôi. Mình nhận thức Phật Pháp, mình có phương pháp tu, thì đây mới là điểm thật sự giải thoát. Đúng không? Đó. Mình đi về chùa mình thấy rõ ràng không? Các vị thấy những đức lúc nào lên giảng hừng hực cái tâm. Chưa có ngủ gì đâu, tối có ngủ gì đâu quý vị. Tối những đức tới 1 giờ mấy là thấy quý vị đi lang thang, ngồi tá lả binh chân, đâu có ngủ nghe gì. Lễ là những đức thường ít ngủ lắm quý vị. Buổi trưa như sớm về bên đó ăn cơm xong gần 1 giờ. Ngủ nghe gì. Mà một số Phật tử ta lên gõ cửa. Nên mấy cô á, thôi đừng có lên gõ cửa làm chi. Thấy không? Mình tiếp gì thôi, đừng có lên gõ cửa trên phòng chi. Tôi mở cửa ra là nguy hiểm. Chưa. Nên nè, đừng gõ cửa làm chi. Mình nghe gõ cửa. Thấy mấy bà, xong mình đứng ở trong mình làm nè. Đóng cửa là bóp cửa cái cục. Mình vô mình là cái ghế mình ngồi. Mà giờ không lẽ lên tới trên đó tiếp quý vị. Thành quen sao? Người ta ì kỳ thấy mồ. Hiểu không? Biết rằng mình cũng không là cái gì đâu, không có quan trọng gì quá. Nhưng mà cái gì tránh được tránh phức cho rồi. Thấy quý vị, nhiều người ta nhìn ngó lắm quý vị ơi. Hiểu không? Nó ông thầy hôm nay tiếp Phật tử trên phòng. Mình tiếp từ từ quen rồi đưa mấy bà sùng sồn vô tiếp luôn. Nó đi từ từ không đoạn quý vị ơi. Hiểu không? Nên chúng ta mà lỡ đây tu mà ông thầy, ông ngài mà
ông tiếp mình bốn thờ mà lên chánh điện tu, hướng dẫn Phật pháp mình, tu chung với mình, điều này quý dữ lắm rồi trời. Hiểu không quý vị? Đó, dù ở xa gì chúng ta không thể nào gặp nhau hết, nhưng quý vị nhớ nghe, mình không thể nào gặp nhau hết đâu. Gặp nhau hết sao nổi, nhưng mà mỗi ngày chúng ta cũng coi pháp, hình ảnh nó cũng là vậy thôi, những đức dưới trong hình nó cũng vậy thôi. Chứ gặp mặt là bình thường thì đủ duyên thì gặp, chứ nó có gì đâu quý vị. Mình mấy nó cũng hôi rình chứ nó thơm tho gì. Hiểu không? Nó nên á, chúng ta ngưỡng mộ ai với Đà Phật á, chúng ta chỉ điểm ai với Đà Phật là điểm ngưỡng mộ đó. Đặc biệt nhất quý vị ơi, quý vị mà cảm ơn những đức hướng dẫn quý vị tu, cởi mở tâm tư, quý vị cảm ơn những đức đó nghe. Quý vị cứ niệm ai với Đà Phật đi, cái niệm Phật cho tới cùng đi. Rồi đời này mình về Cực Lạc gặp nhau là cảm ơn nhất đó quý vị, đúng không? Đó, nên quý vị thấy rằng lễ lọc, quý vị thấy những đức lên giảng là hừng hực cái tâm, nhất là lễ Vía Di Đà này nè, nó khỏe dữ lắm nè, năng lượng nó còn dữ dằn hơn, tại vì lễ của mình dùng sức quá trời luôn quý vị. Cầm micro nó sướng đó, hút hơ muốn hết hơ luôn, hiểu không? Nó với dùng sức dữ quá, đúng không? Còn lễ Vía Di Đà này khỏe dữ lắm, một tuần lễ cũng không ăn thua gì, nó thiệt luôn. Quý vị chịu nổi hay không? Chịu thì nổi, nhưng mà thật sự mà nói kiểu mà chỗ ngủ đồ chặt chội kiểu này mấy bà cũng sơ sát, chứ không có giỡn đâu. Ba ngày thì được đó, nó, nhưng mà lễ Vía Di Đà nó khỏe dữ lắm. Quý vị những đức chỉ quý vị nè, đông gì đông như vị chỉ cần nghe, dù không có ngủ được bao nhiêu, nhưng quý vị cứ thường sanh tâm hoan hỷ đi, là năng lượng nó tích tụ đầy dữ lắm. Sanh tâm hoan hỷ á, hiểu không? Không mà thấy tội nghiệp quý vị, nhiều người mà thấy tội nghiệp, họ đâu có mền gói gì đâu quý vị. Hồi nãy nhìn Đức đi xuống mà thấy mà ở chỗ mà phòng như Đức ở trên mà ở dưới á, thấy có nhiều cô mà nằm mà thờ phơ thay mà ngủ, không có mền gối gì trơn á, tội nghiệp ghê á. Mà trẻ chung đồ sáng sủa mà nằm nghiêng nằm ngã ngủ, không mền gối gì luôn, tội nghiệp ghê không? Nghĩa là cái tâm quyết muốn đi đến chùa tu, mà giỡn đâu nghe. Đó, nên từ nơi đó mình thấy mình quý cái tấm lòng Phật tử, mà mình nhiệt tình, mình hết mình. Đó, nên quý vị biết rằng ở cái cõi này mà quy tụ con người mà chịu tu như vậy là không đơn giản. Ông thầy không có chịu tu dữ lắm đó quý vị ơi. Hồi đó quý vị biết rằng cái thờ mà thầy mà dạy những đức á, là thầy chỉ tổ chức một buổi thôi là mình nghỉ rồi, không có bao giờ mà cái chương trình mà như chùa mình mà tổ chức bây giờ. Bây giờ là những đức tổ chức thêm tăng thêm 5-6 phần nữa như vậy á. Như lễ Quan Âm ngày xưa người ta lễ có 500 danh hiệu mà, bây giờ mình lễ 3000 lại là tăng thêm mấy lần. Nó quý vị thấy không? Nên từ nơi đó mình tổ chức vậy là quá nhiều. Mà Vía Di Đà mà tổ chức luôn 3 ngày, có ai tổ chức 3 ngày không quý vị? Có. Đây nè, hiểu không? Mà cái chương trình này nghe quý vị, tại vì ví dụ như hát ca lâu lâu vô dính vô chương trình nó dài vậy thôi, chứ cái chương trình mình là gọn hơ à, nhà Đức tính hết trơn rồi, gọn lắm. Nói với vị tu rất là khỏe, không có mệt mỏi gì đâu. Như vị thấy hồi sáng cái từ khóa không? Tuyệt vời chưa? Tu nó an lạc, nó thích gì đâu quý vị ơi. Tính hết trơn rồi. Nó, nhưng mà mấy anh chị ca sĩ người ta đến ta hát quý vị, mình ngồi lâu một chút, nhưng mà cái chương trình hồi trưa cũng rất là hay nha quý vị. Là hay đó. Quý vị biết rằng các anh chị ca sĩ người ta đến ta hát, người ta làm ảnh hưởng một số người thích ca hát mà nghiêng về Phật pháp dữ lắm đó quý vị ơi. Trong đó nhiều người nổi tiếng không mà. Nó thí dụ như là ca sĩ Quách Tấn Du đồ nổi tiếng lắm chứ. Nổi tiếng dữ lắm. Dương Ngọc Thái đồ nổi tiếng lắm, thấy không? Sơn Hạ đồ cũng nổi tiếng lắm. Mọi người đều nổi tiếng. Qua Hậu Kim Tho đồ nổi tiếng mà. Nên từ nơi đó mà hát đó, sức ảnh hưởng của fan hâm mộ họ, họ nhìn nhận Phật pháp, nghiêng đến Phật pháp. Nên rất là hay. Nên mỗi người mình đó quý vị, mình đã cảm nhận được pháp môn tịnh độ nó thù thắng quá. Bây giờ mình dùng đa dạng phương tiện để mà mình đem tịnh độ này mình truyền tải.
Bây giờ một chiếc thuyền mình chở tịnh độ này đi không được bao nhiêu, mình phải nhờ nhiều thuyền, thuyền bự, thuyền con, thuyền ba lá gì chở tá lả chứ. Cái cách những đức là cả xuồng ba lá những đức cũng cho truyền tải tịnh độ nữa đó. Một người dẫn một người cũng tốt, một người dẫn 10 người cũng tốt, một người dẫn 100 người cũng tốt. Như cô Sòn có dẫn 800 người càng tốt. Thấy không? Vì thấy những đức thấy rõ ràng là cái mạng internet nó phát triển gì Phật giáo mà truyền tải lên đúng không? Những đức lại phô diễn ra cái chuyện mà phải rủ những cái trang nổi tiếng đem Phật pháp để vào. Thì từ từ rất là nhiều trang người ta chia sẻ những bài pháp của mình quý vị. Nó thì cái cách truyền tải như vậy thì tịnh độ nó mở rộng ra. Sức ảnh hưởng của mình lớn thì cái sự tập trung con người vì thấy mạnh không? Đó. Tập trung con người mạnh. Nên quý vị nhớ là quý vị mà quyết tâm mà đi dự 3 ngày này nghe. Những đức là người siêng nhắc nhở. Người ta là người ta đưa lên một chương trình một lần thôi là xong rồi. Còn cái này ngày nào những đức cũng nói phải đi. Phải đi giết rồi bà nào không đi chịu cũng không nổi. Quý vị thấy những đức siêng công nhận không? Nói hoài luôn mà. Nó có nhiều cô, bao nhiêu cô gặp như đức nói tờ ơi, con mà đi đến đây được là nhờ thầy đó. Chứ con cũng lừng chừng đó thầy. Tính là bữa đó nếu đủ duyên thì đi. Mà cái câu mà nếu đủ duyên mà đi thì cái chuyện này không đi đó. Vì mình phải quyết định là đi. Các vị nhớ nghe, giảng sanh về cực lạc không phải nói cái chuyện đủ duyên nghe. Mà phải nỗ lực, phải quyết tâm đó, chứ không phải nói là thôi tùy duyên đi, tùy duyên là không giảng sanh đó. Hiểu không? Mình tùy duyên là mình giải đãi đó quý vị à. Mình phải háo hức lên. Hiểu không? Mình không có khờ. Mình không có khờ. Mình lúc nào cũng lúc nào mình cũng tỉnh vậy đó, hiểu chưa? Mặt lúc nào cũng mắt mình cũng nó không có khờ. Khờ sao tiếp nhận Phật pháp được? Mình lờ đờ giống hương linh. Mình lờ đờ mình giống hương linh. Mà cái thằng người lờ đờ là ưa bị hương linh nhát, ưa bị ma nhát. Cái người mà như những đức ma nào mà dám nhát? Ai mà dám nhát quý vị? Đúng không? Nó. Nên những đức nói quý vị, mình là người niệm Phật, mình tin nhân tin quả, chết mình còn chưa sợ mà. Nó, mình tập mình như vậy là con người mình nó bình tĩnh dữ lắm quý vị. Rất là bình tĩnh. Quý vị nhớ là cái sự thành công của con người quý vị là từ phải gan dạ hơn người khác. Gan dạ hơn người khác. Quý vị coi lễ 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị không gan sao quý vị lại được 3.000 lại? Gan thiệt mà. Có những lúc mình lễ mà mình mệt, mình sắp sửa xỉu mà mình đâu có sợ đâu. Mình đâu có ngưng đâu quý vị. Phải ngưng, mình ngưng thì mình đâu có được 3.000 lại. Đó, nên mình quyết luôn, mình miết luôn mình mới được 3.000 lại. Nên cái người niệm Phật giảng sanh là cái người này phải gan hơn người bình thường. Người tu cầu giải thoát là người gan dạ. Hiểu không? Ví dụ như giờ mình là người niệm Phật sanh cực lạc. Ngày xưa mà mình chưa biết tu chứ, chồng mà chuẩn bị đánh mình sợ hú hồn sanh mặt sanh mày. Bây giờ nó chuẩn bị đánh mình cũng sợ, nhưng thật sự tâm mình không sợ. Tâm mình không có sợ. Nếu mình mà ngang ngược luôn thì người ta nói mình, nên mình cũng ra vẻ hình thức sợ. Nhưng cái tâm mình không có sợ, mình rất bình tĩnh. Hiểu không? Mình phải như vậy đó quý vị, mới là người niệm Phật giảng sanh. Nó phải vậy đó. Nên quý vị biết rằng mình là người tu á, mình giúp hương linh á, thai nhi á, hay củ quyền thất tổ chưa siêu, mình là giúp người ta. Mình lại sợ người ta, sao giúp người ta quý vị? Hiểu không? Mà nên á, ở trong chùa cũng ma nhiều lắm, đâu phải ít. Không phải ít đâu quý vị à. Có một lần mà có cô kêu ngủ trong phòng, mà cứ là 6-7 cô thấy rõ ràng có một người tóc dài xỏ cứ ngồi trong cái phòng. Buổi tối mấy cô này ngủ mở mắt ra thấy cứ ngồi ở ngay chăn vỗ trứng giữa mà không có giường. 6-7 cô nhìn thấy chùm mình lận, run ngủ không được. Xong đâu có nói những đức, thời gian nói những đức. Những đức vô nghe cái phòng, những đức nói
ở đây thì cứ ở nha, đừng cho người ta thấy. Cho người ta thấy làm chi, cho người ta sợ. Thôi nghe được rồi đó, một lần thôi, từ đây về sau không còn gặp nữa. Nghe không? Nói đúng tình đúng lý mà quý vị. Ở thì cứ ở nhưng đừng cho người ta thấy. Thấy gì? Ngày mình cho người ta thấy, người ta sợ mình, mình tổn duyên tổn phước, mình chứ làm gì. Đừng cho người ta thấy. Nên từ nơi đó thì mình nói đúng tình đúng lý người ta nghe. Quý vị biết cái nơi tu hành gì mà người sống về đông thì người chết cũng về nhiều chứ. Đó. Quý vị bây giờ mình đi nhiều chùa thì đến nghi thức một chút thôi, chứ đâu mà cái thờ khóa nói đơn giản. Mà quý vị coi, từ 3 giờ rưỡi cho tới 6 giờ thờ khóa vậy là cũng dài rồi đó quý vị ơi. Đâu có đơn giản đâu quý vị, hiểu không? Đó. Nên có nghe pháp, có niệm Phật, có lễ Phật, có tu tập, có phóng sanh, có cúng tế thực, đầy đủ hết trơn rồi. Nên quý vị về đây quý vị tu á, có những người mình mỏi mỏi một chút, nhưng mà quý vị tu hết 3 ngày rồi quý vị thấy. Quý vị thấy à, trời ơi nó an lạc, đừng có nói nữa. Nó an lạc dữ lắm, tại vì mình đã xong cái trách nhiệm 3 ngày rồi. Bây giờ mới bị đi vòng vòng vì mới mệt á. Cái người mà đi đến chùa này tu vậy nè, một cái chuyến đi này đi nè, là cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, hương linh thai nhi, người chết vui siêu trong nhà họ cũng đi theo đó. Nhưng bị đi cơ khơ ngoài đường, vòng vòng lang thang ngoài đường, không chịu vô đây nghe pháp niệm Phật, phóng sanh cũng đi thực. Quý vị mới là mệt á. Ừ, quý vị mới mệt á. Mệt là gì? Quý vị không vô đây để người ta được nghe pháp, để người ta cởi mở tâm tư, người ta nương vào cái pháp giải thoát, nên người ta theo quý vị hao cái dương khí quý vị mệt á. Còn quý vị vô đây nè, tích tụ năng lượng nè, đây nó mới tích tụ năng lượng nè. Bây giờ nhà Đức hỏi vị Phật Quang soi gọi ở đây, chứ soi gọi ở ngoài có ai tu đâu soi gọi. Nó đâu có cảm với bổ nguyện đâu mà soi gọi quý vị. Ví dụ như đây mình nghe pháp, mình toàn là người tu cảm với bổ nguyện. Còn ngoài đường nhà kế bên người ta còn không qua đây nữa. Người ta là người ta hướng đến cái khác. Dù người ta thấy mình lại ầm ầm rầm rầm vậy đó, người ta ngồi đứng nhìn chơi vậy đó. Nên những Đức nói với quý vị nghe, người quay phim thì có trách nhiệm quay phim. Còn mình đi đến chùa mình tu là mình tu đi, mình đừng đi vòng vòng nhìn ta. Mình tu mình mới được lợi ích, mình đi vòng vòng mình nhìn ta sao được lợi ích. Đúng không? Đó. Nên quý vị nhớ rằng bổ nguyện soi gọi là tại vì mỗi một chúng sanh niệm danh hiệu, tuy là bổ nguyện quang minh bao trùm, nhưng mà người nào niệm Phật thì dính ngay người đó. Người nào niệm Phật thì dính ngay người đó vậy đó. Bổ nguyện phóng quang chứ đâu phải là như chúng ta. Ví dụ như chúng ta phát nước gì, người đứng kế chúng ta ai cũng ước. Nhưng bổ nguyện là hoàn toàn khác. Không phải Phật A Di Đà dị người này, không dị người kia gì. Nhưng mà bổ nguyện là theo cái tâm của người niệm Phật, mà tự nhiên người ta được cảm với bổ nguyện à. Hiểu không? Đó. Nên mình đi đến chùa, mình có cơ hội mình nghe như vậy nè, nội những đoạn đầu thôi. Quá giải quan gia là gì? Quá giải nghiệp chướng là gì? Những đoạn nó quan trọng đó. Quá giải nghiệp chướng là người còn sống với nhau nè, vợ chồng con cháu, gia đình người thân, bạn đồng tu, anh em, nó có cái gì chướng ngại nhau không? Có thì bây giờ mình phải niệm Phật, mình tu làm sao nó quá giải cái tâm đó, là quá giải nghiệp chướng. Còn phần vô hình là hương linh thai nhi, người chết vô siêu, thì bây giờ mình tu tập được, mình có năng lượng, mình có phước đức, thì bản thân của mình cầu nguyện cho người ta, mà nhờ cầu nguyện cho người ta nên nó ba hồn chính biến người ta tập trung lại, quy nhất thành một lại, người ta mới nghe được pháp, người ta mới nương vào cái cách tu, rồi lúc đó người ta được siêu thoát. Bây giờ cô hồn mà ba hồn chính biến nó phân tán hết trơn, dù có những đứa có giảng như vậy họ cũng không nghe được. Ba hồn chính biến nó phân tán chứ sao nghe. Những Đức hỏi vì khi bị sốt thôi, quý vị bị sốt thôi mà quý vị có khi bị đã không thấy đường, quý vị không nghe được. Là có người đang còn sống mà sốt thôi, mà cái tác động âm thanh quý vị đã thấy nó lớn quá trời. Thấy không? Không chi là chết. Chết rồi là ba hồn chính biến mình nó phân tán. Chỉ cần cái quạt này nó quạt thôi, mà cô hồn mà chỉ cần nó quạt một phát thôi, giống như một cơn bão thổi ngay người ta vậy. Tại vì sao? Không còn thân của tứ đại.
Nên khi chết rồi mà tu thì cực kỳ khó tu. Còn sống mà không lo tu đúng là thiệt thòi quá, uổng một đời. Hiểu chưa? Còn sống mà không chịu lo tu mà đỡ chết rồi mà tu gì, khó lắm đó nghe quý vị. Nó nên cái người chết mà chưa siêu là nhờ người sống này nè, nhờ người sống này nè. Nên cái người sống mà đi đến chùa mà đi vòng vòng xung quanh mà không nghe pháp không tu thiệt thòi chứ quý vị. Nó phải nỗ lực lên, tu hành là nỗ lực lên. Cả mà ngồi trong đây nó cũng nhiếp thọ dữ hơn ngồi bên ngoài nữa. Phải nỗ lực lên. Hiểu câu nỗ lực không? Tùy duyên mà phải phan duyên. Chúng ta ai cũng là phàm phu quý vị. Được ngồi ngay trung tâm vẫn là ngon hơn là đường hẻm chứ. Ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ mấy anh chị nói tôi gì nói, nhưng tôi nói thiệt, tôi dở lắm. Ngồi lang thang bên ngoài tôi có nghe được cái gì, nhưng mà tôi muốn đứng đi khư khư vòng vòng gì không có cái gì nghe được cái gì bao nhiêu. Nên tôi phải kiếm cái chỗ nào dữ dữ một chút tôi ngồi, để nó kìm chân tôi không đi đâu được luôn. Những đức nói với vị nghe, vị ngồi trên đây vị mắc tiểu, vị không muốn đi, tại vì nó chặt quá đi, nó mệt thêm, nó ngồi đại gán luôn cho hết thờ. Gặp ở bên ngoài thế coi, bên ngoài mà nó vừa mắc tiểu nó đi liền á. Nên mới nói rằng là cái từ trường thu hút mình nó nhẹ, nó, cái tâm tu mình yếu, nên bản thân mình dễ bỏ cuộc. Còn ngồi trong đây là nó hút quý vị, nó buộc quý vị lại dính ở trong đây luôn. Thấy không? Nó, cái quay lực của đạo tràng nó mạnh dữ lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà nhiều người quý vị biết rằng là người ta chưa cảm nhận sâu sắc, nên bản thân người ta cứ lề rề từ từ. Nhiều cô nhiều chú mà ngồi đây là do bản thân họ cũng cố gắng dữ lắm, ở dẫn đâu cũng nỗ lực, cũng cố gắng dữ lắm, đúng quý vị. Thì một phần họ ủng hộ như đức, hai là họ quá quý, ba là họ muốn tu, họ tranh thủ, họ phải canh thì họ mới được. Còn nhiều người nói tà ơi mấy bà này tu hành mà làm thế ghê. Vậy đó mà bản thân mình có khi một chuyến đi mình không có kết quả được bao nhiêu, chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Nó giải đại đó. Nó nên á, nhận đức của đó thỉnh ý hòa thượng nói nếu đủ duyên sau này mình xây một ngôi chùa, mà xây chánh điện cho nó bự, xây chánh điện cho nó bự gấp 3 lần cái chánh điện này nha. Không? Cho người ta ngồi hết trong chánh điện đi. Thấy không quý vị? Cái điện này bé bỏng quá, nhỏ nó. Nên thấy đa phần con người bây giờ quý vị ơi, ta ngồi chỗ nào ở dưới trên lầu như kẹt chẳng đã, thấy không? Chứ dưới gì này mà càng bự càng tốt, ta ngồi ở trong. Ngày mai mình tu bên kia, ở bên Đại Tùng Lâm, từ sáng sớm cho đến buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, ở trong nhà to nó hết. Nghe không? Nó bự quý vị, mình ngồi hết trong đó luôn. Chứ bây giờ mình qua nhà văn hóa thì đổi tới đổi lui hoài, với thêm nữa là tại vì có hát cái này kia nên nhà đức mới dùng nhà văn hóa thôi. Chứ ngoài ra cái nhà tôn bây giờ nó làm đẹp quá trời, phải sử dụng cho xứng đáng. Một ngày bốn thờ mình tu ngay chỗ đó luôn quý vị. Ngày bốn thờ. Nó nên cái nhà tôn nó bự lắm. Dùng cái nhà tôn đó là tu là ngồi cho thôi, kính mít hết trơn, vô trong ngồi hết, ai cũng tu được. Cái chuyến đi nó xứng đáng quý vị ơi. Đúng không? Quý vị biết rằng á, mình nhiều người tin niệm Phật là nó lợi ích thiệt, nhưng mà cái nguyên lý của niệm Phật có khi chúng ta chưa hiểu, nên cần giảng pháp nè. Nó cần giảng pháp để nó hiểu cái nguyên lý nè. Mà cả phần âm người ta không hiểu nên người ta bám víu mình đó. Cần nghe pháp thì ta cởi mở ra. Cái giảng pháp là giống như lời xin lỗi vậy đó. Quán thù mà xin lỗi hoài nó cũng tha thứ. Rồi coi cái hành động chân thành của mình sao mà ta nhìn đó mà người ta cảm hóa, người ta buông ra. Nên
về phần vô hình mà muốn hóa giải nghiệp đó với họ đó, là cái hành động của mình mà họ buông mình ra. Hành động của mình, mình có cái tâm quyết tu giải thoát bao nhiêu, chính cái hành động mình đó họ buông ra. Nhớ nghe quý vị, chính quý vị niệm Phật lễ Phật đó mà cảm hóa họ đó. Nghe pháp mỗi ngày niệm Phật lễ Phật mà cảm hóa họ, cái này quan trọng dữ lắm. Nên ở nhà hai thời công phu sáng tối cực kỳ quan trọng. Nên lễ viết Đức Phật A Di Đà gì, mấy người mà quen quen mà thường đi đến đây, tượng Phật đừng có thỉnh trong dịp lễ. Đừng có thỉnh trong dịp lễ quý vị. Tại vì Chủ Nhật bây giờ chùa mình thỉnh tặng tượng nhiều quá, mà lâu lâu lễ cho những người phương xa, cho người ta thỉnh đi quý vị ơi. Hiểu không? Từ khi bà con dòng họ mình ở xa mà đến á, thì họ thỉnh đi. Chứ mình đừng có đi thỉnh giùm mà trong cái dịp lễ này, để cho người trực diện ngày nay người ta đến, hay là bữa Chủ Nhật người ta đến đó, là người ở xa để ta thỉnh đi. Tất cả những người mình thường một năm đi đến được thường xuyên, gần gần mình đến, đến ngày thứ bảy Chủ Nhật hoài, đừng có thỉnh. Để cho những người mà dịp lễ như vậy này người ta mới đến nè quý vị, chứ không phải ta đến ngày thứ bảy Chủ Nhật được đâu. Đúng không? Cái này bên đó đó là có khoảng cỡ tượng Phật mà Tam Thánh thì cũng được khoảng cỡ gần 300 bộ. Rồi tượng đứng Di Đà nhỏ đẹp lắm, được 100 pho tượng đó, tượng đứng. Nếu nhà ai nhỏ, nhà trọ rồi đó thì thỉnh pho tượng nhỏ xíu đó đó. Thấy không? Mình thỉnh pho tượng nhỏ xíu xíu đó đó, để mà mình thờ. Rồi tượng Quan Âm đứng nhỏ nhỏ, cũng cao 40 vậy nè, đẹp lắm. Thì nhà nhỏ nhỏ rồi đó mình thờ cũng được. Tượng Quan Âm nhỏ đứng được 100 pho tượng đó nữa. Rồi tượng Tam Thánh mà người ta cúng tượng ngồi nhỏ hơn tượng chùa mình á, thì nghe nói cũng 100-200 bộ nữa. Vậy là nhiều lắm đó quý vị. Tại là nguyên bộ ba tượng không à. Nó, bữa đó có người ta cúng dường mà in cái bức tranh á, Phật á, những đức kêu in cái bức tranh Phật của chùa mình, bộ Tam Thánh của chùa, công nhận in đẹp. Bức tranh lụa luôn quý vị. Đúng không? Quý vị đây có ai thỉnh không, đưa tay coi thử coi. À, nó kêu có nghe là bức tranh Tam Thánh hình tượng chùa Hộ Pháp quý vị. Để coi bữa nào tặng. Tại nó 2000 tấm quý vị ơi, 2000 tấm mà tặng ở đây thì còn người có người không. Người có người không. Đó. Nên chiều nay là mình phát lịch luôn. Mà cái chương trình chiều nay quý vị nhớ là khoảng cỡ 5 giờ, khoảng cỡ 5 giờ đồ quý vị, 5 giờ mấy đồ sắp xếp đi. Chiều nay ông chờ ông giảm nắng lại nè. Bị qua ra ngoài bị ngồi là hết nắng à. Ngộ lắm, ra ngồi là hết nắng. Còn nếu còn nắng thì chạy vô. Được không? Phải 5 giờ, 5 giờ, 15 giờ nhất định phải có ngoài đó đầy đủ hết, để người ta tặng lịch luôn cho nó là một lần. Rồi 5 giờ 40 á, những đức qua chia sẻ Phật Pháp. Hiểu không? Tại vì nói chuyện một chút. Rồi bữa nay có Hòa Thượng qua ngày nói chuyện chút xíu. Hiểu không? Nên chương trình những đức điều tiết quý vị. Chứ nếu như 6 giờ những đức qua, có khi lúc trước nói chuyện 5 phút, 10 phút, mười mấy phút mới nói, mà cứ mình cứ nghĩ Hòa Thượng qua rồi nói có được cái gì chứ. Tại 10 phút mười mấy phút mấy chú chạy vô Hòa Thượng qua rồi, nó không có đúng buổi giảng, nó uổng buổi giảng của mình quý vị. Hiểu không? Nó. Nên bây giờ nhà Đức tính cái thời gian vậy đó. Tại vì mình ở đây hết trơn rồi, đa phần đến đây hết rồi. Nhưng mà chiều nay một số đoàn đến nữa đó quý vị, tăng thêm đó, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nên mình đã đưa lên quy trình là 3 ngày đại pháp hội mà, nên người ta ở đây luôn. Không mà bây giờ ở đây người ta bán đồ càng ngày bán đắt nghe. Tại vì sao quý vị? Thí dụ như bây giờ buổi tối những đức cho nhà bếp ngưng, tại vì mình mới có 8 giờ mấy mình nghỉ. Hiểu không? Cho nhà bếp người ta ngưng đi vị, cho người ta ra người ta dự lễ Di Đà. Hiểu không? Lễ gì họ cũng làm quá trời, họ không bao giờ
mà được ra dự một chương trình gì hết quý vị ơi. Người ta đi vô chùa người ta cũng tu mà, quanh năm suốt tháng lụi cụi trong bếp không. Bây giờ cái lễ với Di Đà này mình thấy mình tu mình nghỉ sớm. Nghỉ sớm để chi? Cho họ được nghỉ đi, nhà bếp nghỉ đi quý vị. Đó. Nên bây giờ hợp như Đức thông báo quý vị kiếm mua một cái bánh mì cái gì cầm theo. Có không? Đúng không? Nhưng mà một số người người ta cũng không biết quý vị. Thì thí dụ như có người ta bán đồ ra đây mua miếng ăn lót dạ là xong. Nhưng mà tuyệt đối đừng có ăn mặn. Tuyệt đối đừng có ăn mặn. Dù là mình á, mình còn ăn mặn ngoài đời, mình vô đây mình giữ khóa tu, nhưng mình đừng có ra ngoài đó ăn mặn. Trong khi mình đi đến chùa mình giữ 3 ngày đại pháp hội, người ta đi hộ niệm mà người ta còn cử ngũ tăng mà, người ta còn cử cái chuyện hút thuốc. Đi hộ niệm người ta tránh liền. Không chi mình đi đến đây mình giữ cái đại pháp hội 3 ngày lễ Vía Di Đà, mà cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân. Mình còn ăn mặn nhưng mà 3 ngày này mình cứ ăn chay đi, đừng có ăn mặn, thấy không? Lúc bây hợp nhìn Đức thấy lễ Bí Quan Âm mà họ bán cá cha nữa, khô. Mà có nhiều bà đến đi đây mà đi ra mua lựa cá cha mua. Đừng có mua. Để làm chi? Để về sau họ đừng có bán đồ mặn ở khu vực này. Ý là như vậy đó quý vị. Những đứa có quyền và đứa hướng dẫn Phật tử chứ. Để cho quý vị bán thì bán đồ chay đi. Đó. Nên từ nơi đó cẩn thận ngay cái đường xe cộ người ta chạy đó. Mình đi ra đường rồi từ từ sao đó, hiểu không? Cái chỗ đông người, đông người đông đúc như vậy đừng có chen lấn. Chen lấn là một số người nó dựa vào chỗ đó đó, nó móc túi, hiểu không? Điện thoại rồi đó, đừng có sạc ghim để tùm lum. Mình ghim mình sạc để tùm lum hết trơn, có chừng ta mượn mình ta xài mà không có thời hạn trả. Nhưng Đức đã từng dặn bao nhiêu lần rồi, đi chùa dịp lễ mua đại đâu dép mấy ngàn á, tao dép Lào á, mà ngay chăng chỗ siêu thị mà hàng thải á, mang một hai ngày đi, ai mang lộn cũng sao, ai mượn mua đâu dép xịn. Mà nó thường lộn là nó lộn đâu dép xịn cơ mà, dép cũ dép dởm đâu có lộn đâu, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mỗi người mình đó quý vị, mình đi đến chỗ đông người mình phải có góc độ sâu sắc, nó đỡ bao nhiêu sự trở ngại quý vị ơi. Đó là cái cách mà không bị nghiệp chướng nó ảnh hưởng mình đó. Ai mượn bài ra làm chi, đúng không? Vàng dây chuyền đồ để nhà ai kêu đeo để cho người ta giật. Đi tu mà đeo cho ai coi, đeo cho ông thầy coi, hiểu không? Nó, cả đau bông đồ người ta còn để nhà mà. Nó chồng hỏi sao mà đi chùa làm gì mà lột vàng vòng dây chuyền đau bông đem để nhà chân. Nói mục tiêu em là đi tu, nên khi em đã đi vô chùa tu là em không bao giờ liếc ngược liếc xuôi nhìn ngó ai hết chứ. Em chỉ muốn tu thôi. Cả nhan sắc này mấy ngày nay cũng không bao giờ ngó ngàng tới, hiểu chưa? Chồng nó nghe à, được đó, đi tu vậy được đó, đi đi, hiểu không? Đó, nên quý vị thấy không, mình phải vậy đó thì đỡ tối đa. Còn mình đi vô chùa mình muốn đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, mình đặt bên đây, đặt xong hết đi là xong rồi. Còn tiền nào muốn cúng dường Tam Bảo bỏ thùng Tam Bảo. Còn người nào mình muốn cho người khiếm thị mà bị không cho được mà gửi cho những đức phụ với những đức đó, ngay chăng cái chỗ bán máy nó có một cái thùng Tam Bảo mà có tặng người khiếm thị đó, bỏ vô tùy duyên quý vị. Bây giờ đông bao nhiêu con người này những đức có gặp được tùy đi quý vị ơi. Chúng ta làm sao mà dưỡng sức mình mà 3 ngày này có đủ sức khỏe để tiếp quý vị là ngon nhất, đúng quý vị? Nhân Đức nói cho quý vị nghe chứ, gặp mà ngồi mà tiếp nói đông nói ren nói với hết giảng pháp, đúng mà đố mà lên đây mà hừng hực gì. Gặp ngồi tiếp từ hồi trưa giờ thử coi, đi lên đây giảng nổi mới sợ. Lên quý vị không có lực gì đâu mà giảng quý vị ơi. Nhờ ngồi trong phòng niệm Phật không đó mới lên đây giảng nè. Một chút tiền nó không thể nào so sánh bằng cái việc
trọng lượng giảng pháp cho người ta nghe. Đúng quý vị? Nói quý vị hộ trì như Đức làm như vậy đó, như Đức chỉ điểm bị hết trơn rồi đó. Còn vị muốn cúng dường Tam Bảo bỏ thùng Tam Bảo thôi là xong rồi. Nó khỏi cằn cầm đưa gì tùm lum tùm la, mất công lắm. Bây giờ chúng ta kết duyên niệm Phật về Cực Lạc đi quý vị. Kết duyên niệm Phật về Cực Lạc đi nghe. Hey, fan hâm dọ. Nên đó nghe, nên đó, mỗi một người chúng ta quý vị nghe được nhắc nhở kỹ hết trơn quý vị. Mỗi cái mình nghe mình nhắc nhở đâu vào đó hết trơn. Chùa mình nè duy trì làm sao mà mỗi lần mà lễ hội mà chúng ta tổ chức được mà ít ai mà nói được mình cái gì trong cái việc mà tiền bạc ở trong đó rồi nó mới tồn tại, nghe chưa? Những đức trọng lượng nhất là đem tịnh độ truyền tải cho quý vị. Đừng có gì một chút tiền bạc mà bị người ta nói này nói kia. Nhiều nơi nổi tiếng lên là nó bị cái vụ này không. Hãy hết sức là cẩn thận quý vị. Nhớ nghe. Nên mình cũng dường gì mọi một cái tấm lịch quý vị á nghe. Những đức tặng quý vị. Có nhiều người quý vị không biết số tài khoản như Đức Nghĩa Đức, có in cái số tài khoản để cho ông. Bỏ vô đó đi là chắc nhất quý vị, khỏi cần gặp mặt chi. Đúng không? Tùy tâm thôi. Đó, chương trình làm tượng Phật hay là khiếm thị hay nuôi người già lo cho chúng, tặng máy nghe pháp máy niệm Phật này kia đủ chuyện. Toàn là ở trong đó đó, quý vị gỡ vào là tên những đức đó, Hồ Văn Hiền đó. Hiểu không? Xong rồi, chúng ta về đây là chúng ta nghe pháp thôi. Nghe pháp thôi quý vị, khỏi dính tiền bạc gì cả. Khỏe re như bò kéo xe. Hiểu không? Vì thấy có ngôi chùa miền ngoài ta nổi tiếng ghê không? Mà cũng vì tiền bạc ghi đồ này kia đồ mà ta nói mê tín mà ta chụp mũ. Nên mình phải tránh những cái việc này. Nhất là cái chỗ đông người gì nè, người ta tiền bạc nó làm không ra mà nhìn thấy tiền bạc nó phản cảm. Thì quý vị cũng để dành này kia đồ lợi đến cúng dường cho thầy, phụ trợ thầy. Nhưng mà thôi bỏ thùng Tam Bảo đó, như những cái thùng như làm người mù được có cái tên đó. Rõ ràng đó, chùa mình á máy đặt đưa ra đó là những đức đặt tại gốc đó quý vị. Đó là cũng là cái giá cho quý vị mà có thể đặt tặng cho người ta thoải mái rồi đó quý vị. Hiểu không? Đó, cứ đặt đi sẵn dịp từ miền ngoài rồi đi vô đây. Có điều kiện muốn cúng dường Tam Bảo, kệ đặt vài cái máy đi, đem về cho người ta cũng như cúng dường Tam Bảo rồi đó. Đặt vài cái máy nghe pháp, mà vài máy niệm Phật đó, đèn bông sen, đem về để trong nhà, bắt sùm trong nhà. Hiểu không? Đi đâu cũng cầm máy nghe pháp theo nghe, tặng cho ông bà cha mẹ của mình còn sống, cho họ chiếc máy nghe pháp họ nghe đi. Cái máy niệm Phật cho họ đeo đi. Quý vị cúng dường Tam Bảo, quý vị mua cái đó quý vị tặng cho người ta là cúng dường Tam Bảo rồi đó. Anh cho ta đi. Đúng không? Đó. Nên những điều những đức nhắc nhở bị kỹ đàng hoàng hết chứ. Nếu như mà qua Tết đó, mà những đức mà dưới hòa thượng mà đủ duyên mà xây chùa đó, lúc đó những đức thông báo cho vị biết. Hiểu không? Thật sự quý vị biết đó, cuộc đời chúng ta phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này, làm được cho chúng sanh làm tớ luôn. Hiểu không? Bây giờ chùa chiền lớn gì chứ, người ở đầy hết rồi đó. Nó, nếu mà xây được cái ngôi chùa mà hòa thượng mà chịu xây đó thì bao nhiêu người già được ở tiếp tục. Vì thấy á, những đức nuôi 2000 con người mà tại sao những đức còn làm thêm chi dữ gì. Nhiều người nói bộ thầy không biết mệt hả thầy. Tôi làm việc cho chúng sanh tôi thấy không có mệt chút nào chứ. Hiểu không? Một ngày nào chết quéo rồi mệt cái gì. Chết quéo mà không lo làm. Bây giờ mà không lo làm, chờ chừng nào? Chờ đời sau. Khoan nghĩ điều này đi. Đời mình làm đi. Đời sau ai biết được, đời sau tính. Hiểu không? Đời mình cứ làm cho tới cùng đi quý vị. Mình còn sống hiện tại ở đời này, mình tu tạo phước duyên 10 phần mình hưởng 7-8 phần, 9 phần dù tiền của người ta, mà mình làm, nó cũng hưởng nhiều nữa.
chính đôi tay mình làm, còn mình chết rồi mình để lại cho con cháu làm. Mười phần mình hưởng được có một hai phần nếu nó làm đúng. Làm đúng luôn chứ một hai phần. Còn nó mà không làm mình tức lên, mình làm cô hồn gì mình tức, mình nghiến răng. Quý vị nghe những đứa kể câu chuyện cái bà mà bỏ tiền trong ngân hàng mà bà chết chưa? Bà chết một cái nha quý vị. Bà chưa siêu, bà làm cô hồn bỏ qua bên cái ngân hàng bà ngồi bên đó. Bà ngồi dưới quá khổ rồi, bà nhập vô đứa cháu, bà nói rằng bà khổ quá con ạ. Nói sao mà bà khổ gì bà? Bữa nào bà cũng qua bên ngân hàng ngồi ở bên đó. Bà ngồi chi vậy? Gỡ tiền bên đó chưa có lấy được. Thấy không? Nó tình chấp thấy ghê chưa? Nên kể câu chuyện mà bà mẹ gỡ tiền cho thằng con trai. Thằng con trai nó không trả cho bà. Bà chết đi 7 ngày sau bà gì bà bóp cổ nó le lử. Kinh chưa quý vị? Cái hồn đó. Mà tại thằng con trai nó ác, nó lấy tiền của mẹ nó nên nó tổn đức, nên bà mới bóp cổ nó được. Chứ nếu như mà nó đúng đắn thì bà làm sao bóp cổ nó. Nên ai mà gỡ tiền mình, quý vị nhớ kỹ, phải trả cho người ta đàng hoàng. Chứ nếu không họ chết, họ làm cô hồn họ theo mình là mình bỏ mạng với nó đó. Chứ không có đơn giản, nó đeo theo nó đòi đó chàng, nó là chàng. Nhớ nghe. Nên nợ nặng là thiếu là phải trả. Không trả đời này thì cũng phải trả những đời sau mà còn trả lời. Không có ai vịt được đâu quý vị ơi, quý vị. Đúng không? Còn trộm cắp là nghèo đời đời kiếp kiếp. Trời ơi, cái tội trộm cắp nhất là ăn cắp của Tam Bảo nè. Ăn cắp tiền cái người mà ta đi vô chùa ta tu là ăn cắp của Tam Bảo đó. Tại vì Phật tử là nó liệt kê vào Tam Bảo. Hiểu không? Phật tử liệt kê vào Tam Bảo mà ta lỡ người ta tu mà dám móc túi lấy tiền người ta, lấy của người ta, lại bị ăn cắp của Tam Bảo. Thì bị nhớ cái tội ăn cắp này nghèo đời đời kiếp kiếp. Còn phải đọa tam đồ ác đạo. Nhớ nè, đọa tam đồ ác đạo xong rồi quý vị tái sinh làm người phải trả nợ hoài. Nên gọi là cái tội ăn cắp của Tam Bảo hoặc còn khó cứu hơn, tạo tội ngũ nghịch. Đáng sợ chưa? Nên bản thân mỗi người mình phải được nhắc nhở quý vị ơi, chứ đừng có tham nghe. Tham có được cái gì đâu, của mình là nó của mình nè. Mình lấy của người ta là từ trong mạng mình có tiền mà mình lấy được. Chứ mình không có tiền trong mạng sao lấy? Mà mình đi lấy của người ta mình xài, đó là bản thân của mình, đúng là đáng thương. Tổn phước đức của mình có được gì đâu. Nên bị nghe những điều này rồi đoạn cái tâm tham đi. Hiểu không? Đó, những điều mà tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải nghiệp phá thai là từ cái phương pháp niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp. Cởi mở tâm tư, đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật nè, cái máy bấm số nè. Nó hồi đó đặt cái cầm đâu cũng ai Di Đà Phật bấm, nhìn cái số lượng nè, nhìn cái số lượng mình bấm nó nổi lên chữ, bấm nó nổi lên chữ. Nhờ như vậy mà siêng niệm Phật, đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật, đúng không? Bật cái điều niệm Phật, đi ra chợ mua đồ để cái máy niệm Phật gì nè. Nếu như không ngại gì chứ thì thôi, mà ngại bịt khẩu trang. Có nhiều bạn ngại đó, đeo đi một vòng ngoài đường đó, ngoài chợ đó, ngày nào cũng tu phước tu duyên mà bản thân mình cũng niệm Phật được. Đeo cái máy niệm Phật này hay lắm, quý vị biết gì sao? Đeo cái máy niệm Phật này là lỡ mình trong cái tai nạn gì đó, nhờ cái máy niệm Phật này nó hỗ trợ mình để đưa tiễn mình về cực lạc. Hiểu không? Quý vị coi cái đứa bé nhỏ mà bà nó cho cái máy niệm Phật cho nó đeo, bởi vì con cháu bị vì cho đeo cái máy niệm Phật là hay. Cái đứa bé nhỏ bà nó cho nó cái máy niệm Phật nó đeo, như vậy mình nó để đi đến cái chỗ vắng vẻ mà nó nghe cái tiếng gọi, mà cái tiếng gọi đó là hương linh nói vậy nè, xô nó đi, xô nó đi. Có một người nói mày đừng có xô nó, vì sao? Nó đeo cái máy niệm Phật kìa. Nó thấy không? Từ đó về sau nó thích niệm Phật luôn. Như cái ông mà té ngoài biển 4 ngày 4 đêm, ông chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật mà ông không chết. Có thấy nó bi diệu chưa? Mới đây có cái câu chuyện trên mạng kìa, bị điện giật, điện giật dính như luôn. Tự nhiên bên tai ông nghe câu gì nè, niệm A Di Đà Phật đi. Phóng sự rõ ràng luôn, niệm A Di Đà Phật đi. Thì ông nghe vậy ông nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên xô ông răng ra, không có điện hút vô được.
Rồi ông kể mà ông khóc tại chỗ luôn. Thấy không? Pháp môn tịnh độ này không đơn giản đâu quý vị. Người mà ung thư này kia đâu quý vị, dùng câu Phật hiệu bị niệm giết, nó tế tạo cái tế bào quý vị lợi, nó làm cho tế bào khỏe mạnh lại. Cái tâm thiện đó đó. Nên ung thư ngực, ung thư này, ung thư kia, ung thư lỗ mũi gì đó, cứ niệm Phật đi. Thấy không? Quý vị cứ niệm Phật đi, niệm giết rồi vì thấy cái lợi ích của nó. Cái câu Phật hiệu này hay lắm. Gãy tay gãy chân cứ niệm Phật đi, nó không có nhức bao nhiêu đâu. Đây là trong chùa tôi gặp bao nhiêu bà già té gãy tay gãy chân tự lành không nó. Nên quý vị biết rằng cái câu Phật hiệu này áp dụng trong mọi lúc mọi nơi. Chân thật mà áp dụng mà siêng niệm đi. Những đức mà nói gì hoài quý vị nghe giết nó cũng thấm nữa. Không? Nghe nó thấm quý vị ơi, nghe giết nó nhắc giết nó thấm chứ không có giận đâu. Quý vị mà niệm Phật giết đố mà chồng quý vị nó đánh quý vị được á. À, niệm vạn đức hồng danh chồng đánh không được á. Ban đầu niệm chưa vô thì nó đánh quý vị, nhưng quý vị niệm từ từ đi rồi quý vị hoàn toàn an tâm đi rồi nó không có đánh gì nữa. Nhìn cái mặt mình ta thương muốn chết mà đánh cái gì, đúng không? Đó, nghe rất là rõ ràng câu Phật hiệu, nghe không? Thù thắng. Đi về chùa mà nghe như vậy nó lợi ích. Rồi xong chúng ta ra phóng sanh cúng đĩa thực nè. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Nhất định đời này chúng ta mới về Cực Lạc gặp nhau nha. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.